Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Lai và Sài Gòn bây giờ là 8 giờ hơn, gần 9 giờ rồi. Thì hôm nay sẵn tiện đi một vòng cung đường Phạm Hồng Thái, Nguyễn An Ninh. Xong thì sẵn đây em gửi bà con cô bác những hình ảnh ở cung đường Lê Lai và chợ Bến Thành ngày hôm nay vào ngày cuối tuần. Và bên tay trái chúng ta đó là công viên 23 tháng 9. Hiện tại đang rào lại với cái công trình tuyến metro ở bên trong. Và đi thẳng lên kia thì chúng ta sẽ đến khách sạn New World và chợ Thái Bình. Và hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi dạo một vòng trong chợ Bến Thành về đêm để xem chợ cuối tuần hôm nay bà con bán buôn như thế nào ha. Thì Sài Gòn hôm nay thì không có mưa, một cái khung cảnh rất là mát mẻ và khách hôm nay có lẽ là sẽ đông đây. Chúng ta đang đứng ở Lê Lai và Phan Chu Trinh, cửa Tây chợ Bến Thành. Và con đường Phan Chu Trinh, đầu đường là cô bán xôi, lúc nào cũng cô cũng bán ở đây vào buổi chiều. Hôm bữa chúng ta có xem một hình ảnh cảnh dọn chợ ở khu vực này chỉ trong tích tắc thôi, và ngôi chợ chúng ta được hình thành, được dựng lên. Bà con cứ gõ dựng chợ Bến Thành về đêm là mình sẽ thấy ha, cái video đó rất là đông, rất là tấp nập luôn. Mình nhìn thấy những hình ảnh hai bên nè, một bên bán giày, bán một bên thì bán túi xách. Đây bán nón. Bán nón rồi bán áo thun rồi quầy lưu niệm, đồ lưu niệm, những cái giỏ sách, là những cái cặp táp, những túi sách, cũng như những cái ngôi chợ ở khu lịch khác thì ở đây bán rất là nhiều đồ lưu niệm, cũng như quần áo rồi những cái thực phẩm khô như là cà phê rồi hạt điều, hạt dẻ. Ở đây thì mình thấy cuối tuần hôm nay rất là đông. Ở đây bán túi sách. Và thỉnh thoảng xen lẫn một số hàng quán ăn uống ở khu vực này. Và cuối đường là cái khách sạn Ngân Hà. Do là hôm nay em không có mua gì hết nên thành ra không có tiện lại gần để hỏi. Mà tại vì mình hỏi thì phải mua, không mua thì cũng kỳ, nên thành ra thôi ha, tới nhị chút xíu. Người ta bán người ta cũng tin dì đoan lắm. Ở bên kia là bán quần áo rồi dây nịt, vòng đeo tay. Mình nhìn chung mùa này mình nhìn thấy người Malaysia với lại Ấn Độ rất là nhiều luôn. Còn
Anh Pháp Mỹ thì ít ha. Đó, bọn ta ở đây nhìn thấy đó là khách sạn Ngân Hà nè. Hôm bữa mình có đi ngang đây đó, và hôm nay khung cảnh về đêm để bà con mình cùng tham khảo một số hình ảnh, sẵn tiện mình nhìn lại những cái cung đường, những cái khách sạn ở khu vực này luôn. Xem bà con buôn bán rồi mình xem địa thế cũng như an ninh ở khu vực này. Market, so they just sold it for me. 15 or 50? Wow. Wow. Yeah. Excuse me. Other street similar? Behind the trees. Other street, night market, different, similar? I don't know. Hai cái chị da đen này họ nói cũng hơi khó nghe do cái trình độ Anh ngữ hơi hạn hẹp. Và đây là đường Lê Thánh Tôn, 176 Lê Thánh Tôn, 172, 180. Khu này bán vàng. Trung tâm thu đổi ngoại tệ. Và với dãy cửa bắc này thì có rất là nhiều sạp trái cây. Và đây cảnh người ta quét dọn khi mà họ chuẩn bị nghỉ nè. Trước khi nghỉ thì người ta sẽ quét dọn chợ thế này để trả lại sự sạch sẽ của chợ. Đó là về quy định ha. Đây bán hoa. Và chúng ta nhìn bên đây đó là cung đường Vũ Phạm Huân với cái street food ở trên đường này. Và cái dãy phố này có hai cái dãy nhà rất là xưa. Rồi chúng ta đi tiếp một vòng nữa ha, rồi chúng ta sẽ kết thúc hành trình ngày hôm nay, dạo quanh cái khu vực chợ Bến Thành để xem bà con buôn bán như thế nào. Nhân một cái chuyến rong chơi cuối tuần cùng cô chú anh chị và các bạn. Nếu các anh chị và các bạn đến Sài Gòn thì nếu mà ở khách sạn gần sàn ở quận nhất thì chắc lẽ ai cũng phải đến khu chợ Bến Thành này về đêm rồi. Nó thuộc một trong những điểm mà tham quan không thể bỏ qua ở trung tâm Sài Gòn.
Và chúng ta đến đây là cung đường Tạ Thu Thâu ngày xưa, và ngày hôm nay đó là Phan Bội Châu. Với đầu đường là những cái tiệm bán nước mía nè, cái xe nước mía. Và cái bên có một chị bán xôi. Ở khu vực chợ Bến Thành này thì nếu mà bán buôn chắc có lẽ mình không có sợ ế đâu ha. Có rất là nhiều người, rất là nhiều khách đi qua đi lại và mua sắm. 100 người đi cũng có nhất 10 người mua. Tạo nên cái khung cảnh rất là sôi động và tấp nập ở đây. Bên đây là bán quà lưu niệm, đồ thủ công, túi sách rồi đó. Rồi, chúng ta đi tiếp tục. Với cung đường Tạ Thu Thâu này có một đoạn bán rất là nhiều đồ ăn. Có lẽ nếu các anh chị các bạn đi dạo một vòng mà thấy đói bụng thì chúng ta sẽ đến cái khu này. Khu Tạ Thu Thâu ngày hôm nay với khách sạn anh và em nữa nè. Lavender Cafe. Khách sạn này cũng hơi cổ. Adidas, rất là nhiều luôn. Nhưng mà này là hàng này là hàng phay thôi. Push cow. Quán hai lúa, bánh xèo. Rất là nhiều thực khách là những du khách. Đây là mình đi bộ về nhà tao đi. Và chúng ta nhìn bên đây đó là một cái cung đường bán rất là nhiều giày dép nè. Cuối đường Lưu Văn Lan này thì hôm nay có một cái công trình vẫn chưa xong ha. Nên chúng ta thấy ở cái đoạn Nguyễn Trung Trực đoạn cuối đó rất là vắng. Đường Lưu Văn Lan ở
cửa Đông vào Bến Thành. Bà con buôn bán rất là sôm tụ tấp nập. Ở đây người ta nói ngoại ngữ rất là giỏi, đủ thứ tiếng hết đó. Tiếng Anh, rồi tiếng Ấn Độ, rồi tiếng Pháp, tiếng Nga. Rất là nhiều thứ tiếng. Đây là những cái đồ thủ công mỹ nghệ, những cái túi sách làm bằng cái dây bàn đó. Kéo thùng rất là rẻ luôn. Nhìn đây là đại lộ Lê Lợi với một cái đại công trường tuyến metro ngày hôm nay, không biết đến bao giờ xong đây. Rồi hành trình của chúng ta đi một vòng chợ ở Bến Thành về đêm ở ngày cuối tuần, và chúng ta thấy một cái khung cảnh bà con buôn bán rất là tấp nập. Chúng ta cũng thấy vui khi họ làm ăn được, và chúng ta có một cái khu mua sắm khi đến Sài Gòn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thấy có những cái chú chạy xích lô, chú ngồi trên xe và chờ rước khách. Mà dạo này khách đi xích lô ở Sài Gòn rất là ít. Giờ họ cảm thấy giao thông ở Sài Gòn rất là đông, rất là phức tạp, cảm thấy không an toàn cho lắm. Rất là tội nghiệp cho các chú. Nếu mà chúng ta có chưa từng đi xích lô thì hãy thử một lần ha, nếu chúng ta đến Sài Gòn và dạo một vòng Sài Gòn về đêm với trên chiếc xích lô rất là mát. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi và cùng em đi qua những cái cung đường. Rồi bye bye.